Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục review con robot RoboDog của mình. Con RoboDog này mình đã xài được là 330 lần theo cái phần mềm của Xiaomi nó báo cho mình. Thì sau 330 lần dùng thì con robot của mình vẫn rất là mượt mà, hoạt động vẫn rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ thử cho nó chạy xem nhé. Bây giờ mình chọn là cho nó chạy theo vùng đây ha. Đấy. Đây là mình chọn cái chế độ mà mạnh nhất đã được cài đặt ở trong cái phần mềm rồi. Tiếng nó khá là ồn. Đấy. Hoạt động vẫn rất là trơn tru. Sau 330 lần xài, tức là mình dùng cũng gần một năm rồi, thì máy vẫn hoạt động rất là tốt. Cái này mình đã tháo cái bồn nước của nó rồi, đây nó còn chỉ còn chế độ hút bụi mà thôi. Đây nó đang hút theo vùng một cái hình vuông. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình phải thay cái chổi. Cái chổi nó xoay xoay đấy, đấy là cái nó xoay xoay đấy, mình phải thay đi. Thì bây giờ cái này nó mòn mà mình chưa có thời gian để đi mua một cái mới. Cho nên nhìn nó cũng hơi dơ. Để hôm nào mình phải bỏ thời gian đi sắm nguyên bộ, nó bao gồm một cái chổi này, một cái gì gọi là cái xoắn cuốn rác ở phía dưới của nó. Xài nguyên bộ chắc tầm 500.000. Theo mình đánh giá thì con robot này dùng rất là ok, hút bụi đảm bảo là sạch, máy công suất của máy rất là mạnh, hút bụi mà mình đi chân rít luôn. Rồi chắc là sắp xong rồi. Rồi xong, nó đã quét xong rồi, finish. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử cái 330 lần xài thì nó sẽ bị hư hao như thế nào. Đây. Đấy. Thì các bạn có thể thấy này. Cái phần mà đây. Cái phần này nó bị mòn đi này. Mở ra nhá. Đây. Cái chổi cái quét này nó bị mòn đi, đúng không? Đấy, 330 lần xài như bị chuột gặm ấy. Nó bị mòn đi rồi. Cái này mình sẽ phải thay. Mình nhắc ra mình thay thôi, nhưng mà bây giờ chưa có tiền để thay, chưa mua cái chổi này. Cái chổi này thì mình thay một lần rồi nhưng mà nó cũng bị dơ cái chỗ này đấy. Rồi cái bánh xe thì vẫn là rất là ok. Còn thay cái gì nữa ta? Đâu, nó chỉ thay được cái này và cái bánh xe này. Thì cái bánh xe này mình thấy nó tốt, bây giờ mình chắc phải đi đầu tư thêm cái chổi này rồi cái cuộn rác này. Còn cái bồn nước của nó nằm ở đây thì vẫn còn xài được, nhưng mà hôm nay mình không dùng chế độ bồn nước cho nên là thôi. Đấy, nói chung một đánh giá của mình là sau 330 lần xài cái máy này á thì nó vẫn là ok. Nói chung trong các dòng robot lau nhà á, thì mình thấy con Xiaomi này là rất là được, là tốt nhất á. Máy vẫn hoạt động bình thường, vẫn bền bỉ. Đấy. Ở trên vẫn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho nó đi sạc. Đấy, các bạn nghe nó nói không? Cho in back to the dock. Bây giờ nó sẽ đi ngủ. Thì hôm nào mình mua về cái chổi của cái mình sẽ quay clip để mình thay nó nhé. Xin chào các bạn.